Ok, hello các mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Sunao và hôm nay mình sẽ chơi một tựa game khá là hay trên PC. Đó chính là tựa game Overwatch. Thì con tướng mình đang chơi đó chính là Genji. Để chúng nó xoay dòng cho. Rồi, cái con này nó cũng leo tường được, nhưng mà leo tường có mấy cái đồ bỡ vô giống vậy đó. Giống vậy đó là nó mới leo lên được. Thì mình sẽ trải nghiệm cái tựa game này cho anh em xem. Link thì mình sẽ để bên dưới đây. Ấy dạ. Còn mình lọt đây mình chết luôn rồi. Bỏ tập đi bang bang. Mình đoán thì anh em nào cũng thích cái tựa game này vì trên PC nó là khá là đắt cái tựa game này. Cái tựa game này thì hoàn toàn miễn phí, không tốn một xu nào. Có bắn lén kìa, bắn lén nè, mình ghét mấy hàng chị bắn lén quá. Nãy giờ nói vòng vòng họ cũng fit khá là nhiều rồi. What? Bắn màn là hai, bắn một trận là hai màn lận. No. No. Fuck. Thôi rồi. Mình chơi này thì cũng dở lắm. Mình chơi không hay cho lắm. Nhưng mà đặc biệt là mình chơi mình không có AFK. Trèo lên giơ tay ra nó chụp cái tấm nó lại. Nó chụp cái vật nó lại. Thì con này chiêu cuối của nó là bật lên là chém một đòn là rất là đam, mà mình chỉ chém được một đòn duy nhất thôi. Kỹ năng thứ hai thì là phản đòn, chiêu cuối là chém, còn chiêu hai phản đòn. Lao vào nào mấy nhóc. Mất cái kiếm luôn rồi. Fuck you David. Vỡ tấm khiên cái thằng đó chết luôn rồi. Thể này lần thứ hai mình test game này trên Android thôi nha. Các bạn đừng có nói là mày chơi dở quá tao dislike mày này cái kia đồ. Thì trên Android chơi rất là khó là quay di chuyển camera nè, nó rất là khó hơn PC nhiều. Là mình cũng chỉ trải nghiệm game thôi. Nãy giờ fit cũng khá là nhiều rồi. Tối giờ mình chơi trên PC xong rồi mình đâu có chơi trên Android, đã thấy nó ra mình chơi thử, mình tải gì mình test cho anh em xem.
bắn dưới cho mình đỡ trên bắn dưới cho mình. Fuck you. Chiếm căn cứ đi nam. Xông vào. Game này chơi hơi bị phê đấy nha. Em mình gần chết hết rồi. Nãy giờ mình ăn cũng được khá là nhiều á. Wow. Xong rồi. Hết thật rồi. Xong. Và mình xin kết thúc video các bạn hãy để lại cho kênh của mình một like và một subscribe nhé.